Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Hôm nay mình mang đến cho các bạn buổi lên hàng siêu hoành tráng 3 cây piano cơ về với đại lý tại Nha Trang, bao gồm Yamaha U2C, Rudner B5 và Kawai KU3D. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Đây là chiếc đầu tiên của chuyến đi, chính là Yamaha U2C. Team 3 người phối hợp đưa đàn lên xe đẩy và phối hợp ràng dây cố định, từ từ đẩy ra phía ngoài, lăn bánh lèo dốc để tiến đến xe tải. Trong khi đội ngũ đang chậm chậm đẩy piano Yamaha trên đường thì còn có chiếc piano thứ hai, Rudner B5 màu đỏ rượu, đã được các anh nhân viên đưa đến tập trung tại xe tải. Mỗi chiếc đàn đều phủ những tấm bìa dày ở các góc đàn với nhiều vòng ni lông xung quanh nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng bụi bẩn, ẩm ướt do trời mưa cũng như chầy xước trong khi đóng gói vận chuyển. Và cây piano cơ thứ ba là Kawai KU3D, cũng là cây cuối cùng của chuyến đi, đang được vận chuyển đưa lên xe đẩy với các vòng ni lông và bìa dày bảo vệ đang theo từng bước chân của anh em tiến từ trong kho leo dốc đến xe tải. Bên cạnh sở hữu đội vận chuyển chuyên nghiệp thì yếu tố quan trọng nhất để đội có được những chuyến đi hoàn hảo chính là đưa đàn lên xe cẩn thận và nhanh chóng. Tập hợp đầy đủ 3 cây piano rồi, từng cây được các anh đưa đến bàn nâng tải, dỡ xe đẩy ra ngoài rồi hợp sức đẩy vào phía trong. Bàn nâng lên cao dần và đội đẩy mạnh đồng bộ đàn vào trong thùng, canh chỉnh từng chiếc, sắp xếp gọn gàng lần lượt từng chiếc piano, chiếc đầu tiên rồi đến chiếc thứ hai và chiếc đàn cuối cùng, đến khi hoàn tất thao tác các anh đồng đều và phối hợp nhanh chóng mau lẹ để chuẩn bị đóng thùng tải bắt đầu chuyến đi đến Nha Trang. Vậy là buổi chuẩn bị đàn giao đến đại lý đã hoàn tất. Bên cạnh đó thì quà tặng hấp dẫn dành cho người chơi khi mua nhạc cụ tại Minh Phụng Music chính là ống sưởi, ghế piano cao cấp, khăn phủ phím, khăn phủ đàn trước mỗi chuyến đi để cho đàn luôn mang vẻ đẹp hoàn hảo nhất. Nhân viên Minh Phụng sẽ tiến hành vệ sinh các bộ phận của piano một cách cẩn thận và chu đáo. Ngoài ra, từng chi tiết máy bên trong luôn luôn được đội chuyên viên kỹ thuật kiểm tra, sửa chữa cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi chiếc đàn cơ khi giao đến tận nhà khách hàng sẽ được đội ngũ tận tình lắp đặt với thao tác đầy chuyên nghiệp và dịch vụ chăm sóc chu đáo đến những việc nhỏ nhất như là chải khăn đàn, khăn phím để đem đến sự hài lòng nhất cho quý khách. Đây là hình ảnh những khách hàng thân thiết đã tin yêu và chọn mua những sản phẩm đàn cơ tại công ty. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.